các em đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Chủ đề hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục, đó là chủ đề thứ tư, mẫu có hai đồ vật. Thì ở tiết trước chúng ta đã vẽ về lọ hoa và quả, vẽ hình lọ hoa và quả. Tiết hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài tiếp theo là vẽ màu lọ hoa và quả. Nếu bạn nào không có màu thì chúng ta có thể sử dụng chì để vẽ lọ hoa và quả cũng được. Đầu tiên chúng ta cũng có phần quan sát nhận xét, phần hướng dẫn cách vẽ và cuối cùng là phần thực hành của các em. Ở phần quan sát nhận xét, cô mời các em cùng quan sát ba hình mẫu. Cô đặt lọ hoa và quả để chúng ta có thể là lấy đó để làm mẫu để chúng ta vẽ. Còn bạn nào tiết trước đã vẽ vật mẫu kia thì có thể chúng ta dựa vào ánh sáng để chúng ta thể hiện màu sắc của lọ hoa hoặc màu sắc của quả. Thì cô mời các em cho cô những cái nhận xét sau. Thứ nhất là cho cô nhận xét về hướng ánh sáng chính chiếu vào hai vật mẫu. Hướng ánh sáng bên nào là sáng nhất thì đó chính là hướng ánh sáng chính. Và tiếp theo là cho cô biết là bóng đổ của hai vật mẫu nghiêng về bên nào khi mà ánh sáng chính chiếu vào, và vật mẫu nào sáng hơn, vật mẫu nào tối hơn, để chúng ta biết cách sử dụng động nhạc cho phù hợp. Rồi, nền trên và nền dưới được thể hiện giống hay khác nhau? Thường thì chúng ta thấy là nền trên và nền dưới thể hiện khác nhau. Tùy theo vật mẫu đậm nhạt mà chúng ta sử dụng nền cho phù hợp để làm nổi bật lên hai vật mẫu của chúng ta. Chúng ta đều biết đây là bài vẽ theo mẫu, và hình thức thể hiện của chúng ta là trên một mặt phẳng là giấy. Nhưng cái yêu cầu chúng ta ở đây chính là thể hiện làm sao để thấy được vật mẫu. Thứ nhất là gần giống mẫu là một. Thứ hai là thấy được nó như thật, nghĩa là nó nổi lên trên một cái nền giấy phẳng như vậy qua hình thức chúng ta vẽ đậm nhạt và tạo nền, nhấn nền. Thì cô mời các em cùng quan sát và nhận xét để nắm được cách chúng ta thể hiện đậm nhạt màu sắc, về màu sắc cũng như là đậm nhạt của nền sẽ hỗ trợ cho cái bài vẽ của chúng ta nó đẹp hơn. Ở phần hướng dẫn cách vẽ thì cô có minh họa 3 bước để chúng ta cùng là theo dõi và làm theo từng bước để chúng ta có kết quả tốt nhất. Thứ nhất đó là cái bài chúng ta hoàn chỉnh cái phần vẽ hình như ở tiết trước, và tiếp theo đó là phần vẽ phát đậm nhạt lọ và quả. Khi chúng ta xác định được hướng ánh sáng chính chiếu vào thì chúng ta sẽ biết bên nào sáng và bên nào tối. Tương tự như vậy đối với quả cũng vậy, chúng ta có thể sử dụng những cái gam màu nhạt trước để chúng ta thể hiện bên nhạt bên đậm. Rồi dựa vào phát đậm nhạt lọ hoa và quả rồi thì chúng ta tiếp tục vẽ màu lọ hoa và quả. Đối với lọ thì đây cô chọn đó là lọ có dạng chất liệu bằng sứ, cho nên là nó có gam màu trắng, và cái mức độ trắng của nó chỉ ở mức gọi là xám trắng chứ không phải là đen. Cho nên là cô thể hiện những cái gam màu xám hòa với lại màu trắng để tạo nên cái gam màu chuyển trên cái lọ bên đậm và bên nhạt. Và tiếp theo là cô sẽ sử dụng một cái gam màu vàng đậm hơn để có thể nhấn từ bên dưới của quả đi lên, và nhấn viền hai bên để đi vô để chuyển tải. Riêng cái chỗ sáng thì chúng ta lưu ý là chúng ta có thể chừa sáng mà chúng ta chuyển nhẹ để thấy cái mức độ sáng đó nó không bị tách biệt ra. Và sau đó cô vẽ một cái đường thẳng ngang để chúng ta phân biệt được nền trên và nền dưới. Và tiếp tục cô nhấn tiếp cho cái lọ hoa nó có cái độ đậm chuyển nhẹ nhàng, có sáng có tối chứ nó không tách biệt. Thứ hai là quả cũng vậy, sử dụng gam màu cam đậm, màu đỏ để nhấn, tạo nên cái điểm nhấn cho quả và tạo nên cái độ đậm cho quả. Rồi sau đó thể hiện những cái bóng đổ của quả và lọ. Và
bước cuối cùng là phần nhúng màu nền. Nếu bạn giữ thấy là giữa cái phần vẽ màu lọ hoa và quả nó chưa làm cho cái bức tranh của mình nó nổi bật, cho nên là việc nhúng màu nền rất là quan trọng. Nó sẽ làm cho lọ hoa nổi bật và tách biệt với là cái nền phía trên và quả và lọ, cái phần thể hiện bóng đổ là nó sẽ làm cho lọ và quả nó tách biệt luôn cả với phần cái nền dưới, để chúng ta thấy nổi bật giữa hai vật mẫu của chúng ta. Vừa lọ và quả nó nổi lên trên cái nền giấy như là thật, thì cái cách nhấn nền sẽ hỗ trợ cho chúng ta làm cho lọ hoa và quả của chúng ta nó nổi bật. Và mấy bạn lưu ý khi chúng ta nhấn nền là chúng ta chọn bất kỳ màu nào cũng được. Bên sáng thì chúng ta sẽ sử dụng gam màu sáng sáng ở đây, nhưng mà nó cũng có cái mức đậm để khi chúng ta viền sát bên lọ hoa, chúng ta viền trước, sau đó chúng ta chuyển tải nó ra nhạt dần. Và bên tối tương tự như vậy, sử dụng gam màu đậm hơn bên sáng để viền, viền sau đó chúng ta chuyển tải nhẹ nhàng ra ngoài để tạo điểm nhấn cho nền và để làm tách biệt cái phần lọ, làm cho lọ nổi bật. Tương tự như vậy đối với nền dưới, chúng ta thể hiện bóng đổ, chúng ta sử dụng gam màu đậm để viền cái phần đáy của lọ và phần đáy của quả. Sau đó chúng ta chọn gam màu nền dưới để chúng ta chuyển tải ra. Và lưu ý chúng ta nên cho màu của quả có thể ảnh hưởng lên trên lọ, vì lọ màu trắng, nhưng chúng ta có thể chuyển tải một chút màu vàng cam lên trên lọ nhẹ thôi. Và ngay cả phần nền dưới bóng đỏ cũng vậy, chúng ta cũng cho một chút gam màu vàng, cam, đỏ, nâu ở bên dưới để tạo nên bóng đỏ cho quả. Đó là cách chúng ta nhấn nền. Các bạn lưu ý để chúng ta hoàn thành bài đạt yêu cầu bài tốt hơn. Ở phần thực hành thì yêu cầu các bạn chúng ta sẽ vẽ màu bài lọ hoa và quả này. Và nếu bạn nào mà điều kiện chúng ta không có thì chúng ta có thể sử dụng màu chì để chúng ta thể hiện đậm nhạt trên lọ và quả cũng được. Tham khảo thì cô mời các bạn cùng tham khảo một số tranh tĩnh vật. Dù ở đây người ta vẽ nhiều quả, nhưng cái quan trọng là chúng ta thấy được cái cách người ta xử lý đậm nhạt, nó không có bị tách biệt. Và cái việc nhấn nền sẽ hỗ trợ cho cái quả của chúng ta nó nổi lên trên cái nền. Mặc dù là nền giấy nhưng chúng ta vẫn có cái cảm giác là nó như là mẫu thật. Có nhiều cách để mà nhấn nền, thì đây chúng ta cũng, bạn nào thích theo dạng nhẹ nhàng thì chúng ta đi vào cái gam màu đầu tiên và cuối cùng. Bạn nào thích gam màu đậm để nổi bật thì chúng ta đi vào hai cái bài ở giữa để chúng ta học hỏi và chúng ta làm theo cái ý thích của mình. Và đây cũng là những cái bài mẫu. Đây chúng ta cũng thấy là họ có đặt những cái mẫu thật và họ vẽ lại để chúng ta cảm nhận về màu sắc đậm nhạt trên lọ và quả. Hai mẫu này đưa ra để chúng ta thấy cái cách xử lý đậm nhạt như là chuyển tải nhẹ nhàng, nhất là những cái bình sứ chúng ta thấy là vì gam màu trắng cho nên cái mức độ tối của nó không phải là đen mà nó chỉ ở mức xám trắng, hoặc là nó có thể ảnh hưởng của từ cái nền. Ví dụ như đây chúng ta thấy nền là sặc caro màu xanh, thì bên đây bạn cũng ta diễn tả bằng cái gam màu xanh chuyển tải lên trên cái bình, cái lọ hoa. Và đây cũng là một số những cái bài thể hiện đậm nhạt, gọi là gì, theo phong cách, theo cá tính, tùy theo ý thích mỗi bạn, chúng ta có thể là thể hiện theo cái phong cách riêng của mình để chúng ta tham khảo, có ý tưởng khi chúng ta vẽ bài. Ở phần hướng dẫn về nhà thì yêu cầu các bạn hoàn thành bài ghi và hoàn thành luôn cả cái phần bài tập lọ hoa và quả vẽ màu tại lớp. Khi mà bạn nào hoàn thành xong trong tiết thì chúng ta sẽ nộp lên trên group lớp luôn. Và chuẩn bị xem trước bài tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục
vẽ theo mẫu hai ấm tích và cái bát. Bạn nào ở nhà có ấm tích và cái bát thì chúng ta có thể là quan sát trước. Rồi dụng cụ chuẩn bị vẫn là tập ghi, sách giáo khoa, giấy A4, hoặc là bạn nào không có giấy A4 thì chúng ta có thể sử dụng giấy tập hoặc là vẽ vào trong tập, bút chì 3B, gom, vân vân. Đó là những cái dụng cụ cần thiết cho một bài vẽ theo mẫu. Thì tiết học của chúng ta hôm nay tới đây là hết, tới đây là kết thúc. Cô chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe, hẹn các em vào tuần sau.